đây là một cái em đang rất là nổi đình nổi đám luôn. Tiger Tooth. Năm ngoái mình thả nó xuống cái hố này. Cái cây này thì mình trồng dưới đất nha. Năm ngoái mình thả nó xuống thì cái thân của nó bằng chừng này. Và nó cao khoảng 2 feet. Vừa rồi Thảo cũng hết cái đọt bỏ ha. Thảo không có thích cây táo cao thì bây giờ nó còn khoảng chừng gần 7 feet đó. Thảo thích như vậy thôi. Sang năm mà nó có ra đọt nữa Thảo cũng ngắt bỏ. Để thứ nhất mình dành dinh dưỡng để cho nó nuôi thân nuôi trái. Và thứ hai là nó cao quá mà cái vùng đằng trước này của Thảo á thì gió rất là nhiều, nó cao quá thì cái sự thụ phấn nó cũng khó lắm. Đang có trái nè, đẹp ghê chưa. Để Thảo quay cái chùm trái dưới cho bà con mình xem nè. Đây. Nó mới bắt đầu nâu thôi, chưa ăn được ha. Để lát nữa Thảo qua cây kia Thảo ăn cho bà con mình xem. Còn bây giờ mình ngắm cái cây này chơi đi. Bên này có một chùm trái đã lắm nè. Cây này Thảo ghép thêm một cái thằng chi cồ vô đây nữa nha bà con. Đó, cái nhánh này xung xuê ghê không? Đẹp quá. Đây. Sẵn đây cho bà con mình thấy luôn là tại sao táo của Thảo á, Thảo hay nói là nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Cây nó không có cần lớn nhưng nó vẫn có thể đậu trái. Mắt ghép chỉ cần nó dính vô thôi nè. Cái mắt ghép này là mình ghép cách đây khoảng 5 tháng. 5 tháng cái mắt ghép này nó dính vô đây, nó không có nhảy ra nhánh, nó chỉ nhảy ra lá thôi, nhưng nó cũng đậu trái luôn. Bà con mình thấy không, đây là chi cồ nha, chưa ăn được, còn sống. Khi mà nó chín nó sẽ đổi màu một chút xíu nữa. Đây là cây baby red, trái nó rất là đẹp ha. Khi mà nó còn nhỏ nó màu tím đen luôn, nó tím thẫm, càng ngày nó càng đỡ tím hơn. Và khi chín á, nó sẽ là màu khác nữa nha. Bên này có một trái nó chín nè, Thảo hái. Hái rồi mình ăn tại cây luôn nha. Ăn tại cây luôn. Nè, trái này cũng chín nè. Trái này cũng chín rồi nè. Đó. Nếu mà còn sống á, thì nó sẽ là màu đỏ. Màu đỏ đẹp chưa ạ? Để Thảo cắn ra ăn cho bà con mình coi cái baby red này. Cái thịt nó có chắc không ha? Thảo thì ăn nhiều rồi, nhưng mà Thảo muốn quay review cho bà con mình xem chơi thôi. Mấy cái này Thảo ăn hết rồi. Ngọt nha. Thịt nó chắc. Nó không có bị xốp, mà nó cũng không có bị chắc mà đến nỗi mà nó cứng ha. Cái này nó chắc mà nó giòn. Ngọt. Ngon. Trái đẹp. Ăn ngon. Trái này cũng ăn được. Nó hạt nó hơi dài dài nha con. Nếu mà nó chín, chín đậm thì nó ngọt. Còn như trái nhỏ nhỏ hồi nãy mới ăn á thì nó có chút xíu chua nha. Nhưng mà Thảo nghĩ trái này ngọt nè. Đúng y luôn. Đúng y luôn, trái này ngọt. Rất ngon và đẹp. Baby Red dành cho những ai mà sưu tầm những loại táo lạ mà đẹp. Đây là cây Black Sea của con. Cây Black Sea cũng vậy, bữa giờ nó cũng chín lai rai nhiều lắm. Giờ con lựa mấy trái mà nó chín đậm nè. Loại này thì trái nó cũng không có bự ha. Nhưng mà ăn rất là ngon. Nó tên là Black. Black là màu đen nha. Tại vì tiếng Anh Thảo nói thì nó cũng không có chuẩn giọng đó. Cho nên nhiều lúc bà con mình không có nhận ra. Black Sea là biển đen đó. Đây cũng là một cái loại táo mới. Nhưng mà trái thì không có lớn nhưng ăn rất là ngon nha. Nè, Thảo hái mấy trái. Và đây là cây táo mà Thảo cũng từng nói với khách là nó rất là ngon nè. Cây này hiện tại cái thân nó chỉ bằng chiếc đũa thôi đó. Nhỏ chút xíu à, ngón tay út của Thảo nè, mà nó nhỏ xíu à. Nhưng mà Thảo để cái chậu nhỏ nữa, chậu có 5 galon à. Cho nên là cái trái này nó cũng chưa có chuẩn giống nha bà con. Nếu mà đúng chuẩn giống của nó, trái nó sẽ bự hơn. Tại vì thứ nhất là cây nó còn nhỏ, nó còn yếu nè. Thứ hai là chậu ít đất nè, không có đủ đất cho dinh dưỡng cho nó ăn.
Nhưng mà Thảo cũng hái vài trái vô ăn review cho bà con mình coi chơi ha. Cái này nó gọi là Anthem Beauty. Loại này ăn cũng rất là ngon và đáng trồng nha bà con. Hello, hello, Thảo đây. Xin chào quý bà con mình nha. Thảo muốn chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nè. Tại vì mình có sức khỏe là mình sẽ có tất cả, đúng không cả nhà? Rồi sau đó thì mình mới đi làm kiếm tiền để mà chơi cây, đúng không nào? Thì ở trong cái dĩa này của Thảo hiện tại có mấy loại táo nha. Trong vườn của Thảo thì năm nay mình có tới 22 loại táo. Tuy nhiên thì một số cây á, nó không có đậu trái và một số táo nữa thì nó chưa có chín. Cho nên bây giờ mình chín loại nào thì mình hái loại đó ăn để cho bà con mình tham khảo chơi nha. Ở đây thì bữa giờ Thảo cũng đã ăn rất là nhiều trên mấy cây này rồi nó lấy ra thôi, nhưng mà Thảo rất là làm biếng quay video bà con ơi. Nhưng mà hôm nay nói thôi, không có làm biếng nữa, tranh thủ ra vườn quay một chút xíu để gửi đến bà con mình, nhất là những ai yêu cây táo nha. Thì ở đây Thảo có là pepper nè, năm nay trái của nó bự ghê chưa. Đây là tiger tooth này cả nhà, và đây là chico. Chico thì đặc trưng, mình nhìn mình rất là dễ biết ha, và ăn nó cũng rất là ngon, chua chua ngọt ngọt. Còn đây là cái trái mà cái cây sau lưng của Thảo đây, đây là trái sugarcane, còn đây là trái black seed. Black seed thì ăn rất là ngon, tuy nhiên là trái nó hơi nhỏ ha, nhưng mà ăn nó giòn tan và nó chút xì, nó có nhiều nước đó cả nhà. Táo của Thảo thì hoàn toàn không có cái loại táo xốp, cho nên bà con mình yên tâm ha, mình đã trồng để mình ăn thì tất nhiên mình phải trồng loại ngon. Và khi mà mình làm cây để chia sẻ với bà con mình thì mình cũng lấy những cái cây mẹ này ra để mình ghép bán cho bà con mình ha. Và đây là cái trái rất là đẹp ha, khi mà chín thì nó có màu hồng nhẹ như thế này, còn nếu mà còn non thì nó màu tím thẫm, tím đỏ đen luôn đó bà con, thì nó có tên là baby red. Và đây là cái trái Anthem Beauty ha, cũng rất là ngon, và cái hạt của nó gần như là hạt lép luôn đó bà con đó. Thì ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại ha. Ở đây mấy cái trái này Thảo hái nó nhiều quá, mình bỏ ra đi để bà con mình dễ nhận biết nè. Đây là Black Sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loại. 7 loại ha. Ngọt. Cái này là Anthem Beauty nè cả nhà. Bữa giờ Thảo ăn mấy trái á, mấy trái kia á, nó không có hộp. Trái này thì nó có cái hộp nhỏ nè. Nó lép rồi. Thảo cắn nó bị bể cái hộp, tại vì nó lép nó mềm quá. Bây giờ mình ăn qua cái Black Sea ha. Giòn tan, ngọt ngay luôn, và mọng nước. Loại này mọng nước nhất trong các loại táo mà Thảo từng ăn thì nó là cái loại này. Tuy nhiên á, cái nhược điểm của nó là trái nó nhỏ ha, trái không có bự, nhưng mà được cái là nó rất là sai trái. Nó có hạt không? Hạt nhỏ thôi. Còn cái em này trái cũng nhỏ, nhưng mà đổi lại là nó rất là đẹp. Em này tên là Baby Red ha. Cũng chắc thịt và ngọt. Giống như mọi người có nhiều cây táo rồi, mình muốn trồng một cây cho nó lạ, cho nó đẹp, thì mình trồng cây Baby Red này ha. Còn Chico thì Thảo đã ăn quá nhiều, và chắc là bà con mình cũng biết, như 3 năm trước Thảo bán rất là nhiều những cây Chico với lại Si Hon ha, hai loại đó rất là ngon. Si Hon năm nay của Thảo nó cũng có cái cây nhỏ xíu à, Thảo để lại cây nhỏ xíu à, nó cũng có vài trái nhưng mà nó chưa có chín. Chico thì hồi nào giờ Thảo rất là mê, tại vì nó không quá ngọt, nó có cái vị chua trong đó, chua chua ngọt ngọt, để mình ăn không có bị ngán.
Chico á, nếu mà ai không hảo ngọt thì mình mua Chico ha. Nhiều lúc mình ăn trái cây mà nhiều cây táo nó ngọt quá mình cũng ngán. Mình thay đổi khẩu vị bằng cách là trồng một cái Chico trong vườn nha, để mình thay đổi. Còn cái sugarcane này thì gần như là nó quá thường rồi ha. Ai cũng biết đúng không? Nó cũng tương đối cũng ngon. Nhưng mà trái của nó cũng nhỏ ha. Sugarcane thì nó ngọt đậm đà, mọng nước. Nhưng mà năm tới Thảo không có bán những cái cây mà nó bình thường. Giống như sugarcane đối với Thảo, một cái đứa mà có quá nhiều sự lựa chọn thì Thảo sẽ không chọn nó nữa. Tại vì nếu quý vị nào như khách hàng gọi cho Thảo, Thảo cũng hay nói là mình cứ ra Home Depot mình mua ha. Tại vì ngoài đó sẽ có những cây táo này. Tại vì cái thương hiệu này nó cũng lâu rồi đó cả nhà. Thì Home Depot với Lowe người ta đều có bán hết. Đó là sugarcane này ha. Còn đây hai em dài này, hai em dài, còn lại hai em dài. Hai em dài này rất là đặc biệt trong vườn của Thảo ha. Nó vừa đẹp mà ăn nó vừa ngon. Và cái giống nó cũng hiếm nữa. Đây này là pepper. Chắc thịt. Ngọt. Nhưng mà nó không ngọt quá đậm, nó không có quá ngọt. Năm ngoái nha, Thảo để ý. Năm ngoái ăn nó ngọt hơn. Trái nó nhỏ hơn. Nhưng mà nó ngọt hơn năm nay. Thật ra khi mà mình thích trồng táo á thì mình nên tìm hiểu kỹ một chút xíu nha cả nhà. Như Thảo vẫn chia sẻ với bà con mình trồng một cái cây nào đó, bất cứ cây gì ha, không riêng gì cây táo, 1-2 năm đầu á nó cho giống chưa có chuẩn được, tại vì cái bộ rễ nó chưa có hoàn thiện. Cái cây nó chưa có đủ tuổi trưởng thành mà nó mang trái thì chắc chắn là cái chất lượng của nó sẽ không có perfect được giống như mọi người mong muốn đâu. Mình phải chờ là sau năm thứ ba ha thì nó mới hoàn thiện cho cái cây. Em này thì quá nổi tiếng rồi cả nhà. Em này là Tiger Tooth ha. Rất ngon và chắc thịt. Tuy nhiên, Thảo vẫn nói là nếu như mình sưu tầm rồi cái tên của nó cho ngầu thì mình trồng cái này, nó là Tiger Tooth, là răng cọp ha, tên rất là ngầu. Nhưng mà không phải là nó là đỉnh của chóp đâu nha cả nhà, nó không phải là top của các loại táo đâu. Tại sao Thảo nói như vậy? Tại vì một số khách hàng á, mình không biết là họ được nghe từ đâu, nhiều lúc bạn bè anh em gì đó họ chia sẻ thì mình không biết, hoặc là những cái YouTube khác ha thì mình không biết. Nhưng mà hay hỏi Thảo một câu là Tiger Tooth là ăn ngon nhất phải không em? Thì Thảo xin thưa, Thảo đã chia sẻ với những người mà đã hỏi mình rồi. Sẵn đây mình chia sẻ với cộng đồng luôn. Là cái táo nào ngon nhất á, là do cái người cảm nhận. Chứ Thảo không, ở đây Thảo không có dám nói riêng về một loại nào hết. Tại sao trong vườn của Thảo có tới mấy chục loại? Là tại vì những loại này mình đều thích thì mình mới trồng, đúng không cả nhà? Ừ. Thì có thể là những người mà quý vị được chia sẻ họ thích cái cây đó thì họ nghĩ rằng là nó là top. Nhưng đối với Thảo thì Thảo nếu mà để công bằng mà nói á, thì Thảo không có đánh giá cái thằng Tiger Tooth này đã là top. Nhưng cái tên của nó đúng là tên của nó rất là ngầu ha. Nó tên của nó là răng cọp và cái trái của nó cũng lạ nữa nè, trái của nó dài. Ừ. Nhưng mà để nói mà độ ăn ngon á thì nếu như so sánh với những loại khác á, thì nó không bằng nhiều loại khác lắm. Nhưng đổi lại cái trái nó vừa bự nè, vừa dài nè, nó cũng nhiều thịt cho mình ăn ha. Đó. Và cái tên của nó ngầu. Đó. Quý vị cũng muốn thì mình cũng sưu tầm mình trồng cho vui. Ăn nó cũng không tệ nhưng mà nó không quá ngọt, nó ngọt vừa thôi, nó không quá ngọt. Ai mà hảo ngọt nhiều á thì cái loại này không không phải là cái dòng ngọt nhiều nha cả nhà. Nó mì giòn chắc thịt. Mình nó thì chia sẻ thật thôi. Đây còn hai trái nè, trái này là trái an tầm nè. Mình thì mình nói thiệt thôi cả nhà, chứ mình không có câu view câu like để kiếm tiền. Như Thảo nói rồi, Thảo cũng có nói nhiều với khách hàng của mình ha, nếu mà mình nói láo nói dối mình kiếm tiền, mình kiếm tiền mà mình mất phước thì cái điều đó Thảo không có làm đâu.
là tánh Thảo thì nó thẳng và thật, cho nên những ai mà ưa ngọt á, thì chắc là không có thích Thảo đâu. Nhưng mà cái điều đó Thảo cũng thật sự Thảo cũng không có khe, bởi vì mình sống biết sao cho vừa lòng người bà con. Nhiều lúc người ta đi tu mà còn bị sân si, huống chi là Thảo một cái người tầm thường, thấy không? Mình thì chỉ nói thiệt thôi, còn ai muốn nghĩ sao nghĩ ha. Trái là anh tùm nè, nó cũng là hạt lép luôn nè bà con, anh tùm beauty. Để mình hái trái này mình ăn rồi. Sugar cane nè, cái này nó chín quá rồi, cái vỏ của nó bị héo luôn. Sugar cane thì cả nhà cũng biết rồi ha, một cái thương hiệu mà nó tương đối là nó cũ kỹ rồi, nó lâu rồi, nhưng mà ăn nó cũng ngon, cũng ok, không có tệ. Để nói sugar cane với lại honey cha thì Thảo sẽ chọn sugar cane. Honey cha Thảo không có trồng tại vì trái nó nhỏ quá, mà ăn á ở gần cái hộp á Thảo thấy nó có cái nhớt trong đó nha, khi mà mình nhai gần cái hộp á, cho nên Thảo không có trồng cái loại đó. Ok, Thảo đang ngồi ở cái gốc cây giống như bà Tám này cả nhà. Chia sẻ với cả nhà mình nhiêu đó thôi, để cho cô chú anh chị mình, những ai yêu thích cây táo, mình có thêm biết thêm nhiều loại táo nữa ha. Còn nếu như mà muốn ủng hộ cây cho Thảo thì đầu mùa xuân hãy liên lạc với Thảo để mình chọn những cái giống mà mình thích nha cả nhà. Thảo cảm ơn cả nhà nhiều đã lắng nghe và xem hết cái video cùng với Thảo. Và Thảo xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha. Bye bye.